liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Ngày 12 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tiếp tục làm rõ thêm những thủ đoạn, hành vi của bị can Phạm Mỹ Hạnh thông qua hình thức huy động vốn vào dự án Sâm Ngọc Linh. Theo tài liệu điều tra, bị can Phạm Mỹ Hạnh bị cáo buộc thu tiền của hàng ngàn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.200 tỷ đồng, lấy tiền của người góp vốn sau trả tiền gốc và lãi cho người góp vốn trước. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ Hạnh chiếm đoạt số tiền hơn 600 tỷ đồng. Số còn lại, người này dùng để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản. Công an quận Cầu Giấy cho biết, từ tháng 10 năm 2020 đến 11 đến 2022, Hạnh quảng cáo công ty đầu tư dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hứa trả lãi suất 24 đến 48% một năm. Cơ quan công an xác định trong số hơn 1.200 tỷ đồng huy động được, Hạnh chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp của Hạnh không có dự án đầu tư, chỉ thổi phồng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Ngày 13 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra BC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà, sinh năm 1978, ngụ thành phố Thủ Đức, về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, phòng PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn tố cáo của bà Hát, sinh năm 1950, tố cáo Hà có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, công an xác định bà Hát quen biết với Hà vào tháng 7 năm 2018. Trong quá trình hứa giúp bà Hát làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất, Hà yêu cầu, hối thúc bà Hát đưa tiền để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại đô thị bằng cách gửi các tài liệu giả cho bà Hát. Từ đó, bà Hát tin tưởng nên đã nhiều lần đưa tiền cho Hà, tổng cộng hơn 88 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Hà đưa ra nhiều lý do để không thực hiện đúng thỏa thuận. Bà Hát yêu cầu trả lại tiền nhưng Hà không trả tiền và tìm cách né tránh. Vì thế, bà Hát làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà tại thành phố Thủ Đức, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án. Trong đó có các tài liệu giả liên quan đến nhà đất như thông báo nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, biên bản giải quyết thi hành án. Ngày 13 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ Phạm Cao Trí, sinh năm 1984, ngụ quận 8, để điều tra vì liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến một cô gái tử vong và hai người bị thương. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 11, Trí lái xe ô tô trên đường Nguyễn Văn Tăng, hướng ra đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi xe đến gần đoạn giao với đường số 15, phường Long Thạnh Mỹ thì bất ngờ va chạm với hai ô tô khác chạy hướng ngược lại. Lúc này, xe ô tô tiếp tục lao sang làn đường ngược lại rồi tông vào hai xe máy. Chưa dừng lại, ô tô này còn lao lên vỉa hè, tông một xe máy khác rồi đâm sập tường nhà dân. Vụ việc khiến chị N, sinh năm 2005, ngụ thành phố Thủ Đức và hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị N đã tử vong. Công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Qua kiểm tra, công an xác định Trí vi phạm nồng độ cồn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13 tháng 11, không khí lạnh đã bao trùm khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11, khu vực Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đêm và sáng khoảng từ 15 đến 18 độ C. Vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm cục bộ với nhiệt độ dưới 11 độ C. Các tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn có khả năng xảy ra tình trạng rét đậm. Thủ đô Hà Nội ngày 13 tháng 11, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng từ 17 đến 19 độ C. Tối và đêm, nhiệt độ thấp nhất có khả năng giảm xuống 16 đến 17 độ C. Do tác động của không khí lạnh và đới gió đông nên từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11, khu vực Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Trong đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có tổng lượng mưa từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, trọng tâm là các tỉnh, thành phố Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đề phòng xảy ra lũ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày 13 tháng 11, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số liệu cập nhật mới nhất đến cuối tháng 9 năm 2023, dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 925.000 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cuối năm 2022. Cụ thể, tín dụng bất động sản cho mục đích kinh doanh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng và tăng trưởng cao hơn, đạt 277.000 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2023, tăng 7,5% so với cuối năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất tăng 10,5%, cho vay bất động sản lĩnh vực văn phòng, cao ốc tăng 7%, cho vay kinh doanh bất động sản khác tăng trên 20%. Còn dư nợ tín dụng bất động sản cho mục đích tiêu dùng, tự sử dụng đạt 648.000, giảm 0,3% so với cuối năm 2022. Theo ông Lệnh, mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung, song quy mô dư nợ tín dụng bất động sản không thay đổi nhiều. Tín dụng bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng 28% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Tín dụng bất động sản tăng trưởng thấp có nguyên nhân chủ yếu từ nhu cầu tín dụng giảm, nhất là nhu cầu mua nhà ở của người dân giảm. Theo ông Lệnh, ngoài việc tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt chính sách tiền tệ tín dụng, cần tập trung kích cầu tiêu dùng và đầu tư, qua đó kích thích tăng trưởng. Đi cùng đó là các giải pháp đồng bộ về pháp lý, về xây dựng, về tài chính, về cải cách hành chính để hỗ trợ thị trường bất động sản tăng trưởng và phát triển. Về tín dụng bất động sản chung toàn ngành, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế cho biết, đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 2,74 triệu tỷ đồng, tăng 6,04% so cuối năm 2022, chiếm tỷ trọng 21,46% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Trong đó, tín dụng bất động sản tập trung vào mục đích tiêu dùng, tự sử dụng chiếm 64% và dư nợ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 36% dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản. 9 tháng đầu năm, tín dụng kinh doanh bất động sản có sự tăng trưởng cao hơn tỷ lệ tăng trưởng tín dụng chung và cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các giải pháp, nỗ lực của chính phủ, ngành ngân hàng và các bộ ngành, địa phương, tổ chức tín dụng trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản đang dần phát huy hiệu quả.